Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống 27 tháng 5 năm 2014, 27 tháng 5 năm 2024 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay với chủ đề bảo vệ trẻ em trước tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Hàng nghìn học sinh quan tâm các thông tin từ ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp. Thưa quý vị, sáng 27 tháng 5 tại Hà Nội, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống, ngày 27 tháng 5 năm 2014, 27 tháng 5 năm 2024 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành và đại biểu quốc tế đến tham dự lễ kỷ niệm. Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và cử hai sĩ quan đầu tiên tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên cương vị sĩ quan liên lạc tại phái bộ Nam Sudan. Trong 10 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị, trong đó có 5 thê đội của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 triển khai tại phái bộ Nam Sudan, 2 thê đội của đội công binh triển khai tại khu vực ABA và 114 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân. Số lượng cán bộ, sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Việt Nam cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của Liên Hợp Quốc. Ghi nhận thành tích của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, tại buổi lễ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho đội công binh số 1 thuộc Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng những thành tích vẻ vang của cán bộ, nhân viên Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam trong 10 năm qua. Ông tin tưởng thời gian tới, cán bộ, nhân viên Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Liên Hợp Quốc, bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thưa quý vị, hình ảnh 4 người hùng phối hợp leo thang, đập tường, cứu sống người dân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa qua đã được Thủ tướng gửi thư khen. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm của các anh. Thủ tướng cũng khẳng định đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ, chính sách, hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân đã có thành tích xuất sắc cứu người trong vụ cháy nêu trên. Đồng thời kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực nâng cao tính chủ động trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bình tĩnh xử lý và giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy ngay trong các gia đình, khu dân cư, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 với sự tham gia của 7 đội thi đến từ các quận huyện trên địa bàn. Theo đó, để tạo khí thế thi đua trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố năm 2024. 7 đội tham gia thi đấu đều là các đội thi tiêu biểu, xuất sắc, được lựa chọn từ hội thi cấp quận, huyện tham gia thi đấu, tranh tài để tìm ra đội thi xuất sắc nhất trên địa bàn thành phố, đại diện thành phố Đà Nẵng, tham dự hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu vực toàn quốc. Tại lần thi này, các đội sẽ thi các phần thi như lý thuyết về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hành kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Với kết quả cuối cùng, đội thi của quận Hải Châu đạt giải nhất và sẽ là đội tham dự vòng thứ 2 của hội thi toàn quốc tại khu vực 3 do Bộ Công an tổ chức. Ngày 26 tháng 5 tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2024. Chương trình thu hút sự tham gia của 7.500 thiếu nhi và cán bộ, hướng dẫn viên, vận động viên của tỉnh Thanh Hóa và hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia diễn ra hàng năm tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
Lễ phát động năm nay được kết hợp với các hoạt động hấp dẫn như đồng diễn, thể dục, ngày hội thiếu nhi vui khỏe, các trò chơi vận động, hội thi, giải thi đấu thể thao đa dạng cho trẻ trải nghiệm. Thông qua lễ phát động, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cần chung tay đóng góp nhân lực, vật lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao và bể bơi để toàn dân nói chung, trẻ em nói riêng có điều kiện tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước. Cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá với chủ đề Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Theo thống kê trên toàn cầu, ước tính có khoảng 19 triệu thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi, 13 triệu bé trai và 6 triệu bé gái hiện đang hút thuốc lá, trong đó có khoảng 5 triệu thanh thiếu niên hút thuốc lá sống ở khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tác hại thuốc lá, nhờ có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm trung bình 0,5% mỗi năm, tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên giảm, đồng thời tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể ở các hộ gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc. Tuy nhiên, những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hiện tại, với cái thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang đe dọa cái thành tựu mà chúng ta đạt được. Bởi lẽ, thuốc lá mới này thì thường đi vào tuyên truyền giới trẻ, học sinh, sinh viên và phụ nữ. Bên cạnh những tác hại gây ra bệnh lý hô hấp, tim mạch, ung thư còn gây ra nhiều hệ lụy khác như cái chất lượng giống giống, thậm chí sức khỏe sinh sản của học sinh sinh viên sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tác hại lâu dài của thuốc lá. Năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn thông điệp bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá làm chủ đề cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. Thông qua chủ đề này, nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa và các sản phẩm thuốc lá mới khác. Em cảm thấy là giới trẻ bây giờ thì chưa có nhận thức cao về tác hại của thuốc lá. Chính vì thế mà em mong muốn là có nhiều chương trình hơn như thế này để có thể là lan tỏa đến các bạn trẻ hiện nay để các bạn hiểu hơn về tác hại của thuốc lá và từ đó các bạn có thể từ bỏ. Tất cả mọi người cũng như thật là đặc biệt là thế hệ trẻ, những người chủ nhân tương lai của đất nước sao cho một phát triển, một thể chất khỏe mạnh cũng như thật là một cái xã hội tương lai phong lành hơn. Ngay sau chương trình meeting, các lực lượng tham gia diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội nhằm tuyên truyền và lan tỏa thông điệp vì một môi trường không khói thuốc. Thưa quý vị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hè năm 2024, ngày 26 tháng 5 tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Theo đó, chiến dịch nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc tôn giáo. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Trước đó, các đoàn công tác cùng các đội hình tình nguyện đã triển khai hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ở đảo Bạch Long Vĩ, triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở các thôn, bản, ấp khó khăn đã lựa chọn tại tỉnh Đồng Tháp và Thanh Hóa. Ngày 26 tháng 5, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Đại học Chính quy hướng nghiệp năm 2024, New Open Day 2024, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn thí sinh từ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Theo đó, năm nay sẽ có 6 mã ngành mới được nhà trường mở mới với chỉ tiêu tuyển sinh gần 7.000 sinh viên. Là một đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm nay, Viện Đào tạo Quốc tế IDB có thêm chương trình liên kết với Trường Đại học của Mỹ,
Đây là một cơ hội rất tốt cho sinh viên Việt Nam có thể nhận được những chính sách đào tạo từ các trường hàng đầu tại Mỹ. Do đó, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của viện cũng được nâng lên với gần 800 chỉ tiêu, là cơ hội rất lớn cho các em học sinh. Đào tạo hợp tác với Mỹ theo cái mô hình mới. Ở đó thì toàn bộ chương trình của theo được học trong 4 năm và 2 năm đầu thì do giáo viên của Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy, 2 năm sau thì do giáo viên của Đại học Andrew tại Hoa Kỳ giảng dạy. Và nếu bạn nào từ năm thứ 2 trở đi, nếu bạn nào quan tâm tới cái chương trình học tại bên Mỹ thì các bạn cũng có thể sang bên Mỹ học. Thì đây cũng là một cái mô hình rất là phù hợp với các cái bạn mà muốn tham dự chương trình đào tạo liên kết quốc tế với cái mức phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo cái giá trị chương trình cũng như chất lượng chương trình theo chuẩn Mỹ. Một điểm mới quan trọng nữa là việc quy đổi điểm của các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ theo thang điểm 10 thay vì thang điểm 15 như trước, để đồng nhất và chính xác hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đề án tuyển sinh đại học năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cơ bản giữ ổn định phương án tuyển sinh như năm 2023 với 3 phương thức xét tuyển. Phương thức xét tuyển thẳng chiếm 2% tổng chỉ tiêu, xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 chiếm 18%, còn lại 80% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường. Có thể nói rằng là một cái điều mà những người làm đào tạo, những người làm tuyển sinh như chúng tôi là vô cùng hết sức vui mừng. Đó là trình độ tiếng Anh của thí sinh bây giờ được nâng cao một cách thực sự là ngoạn mục. Đó là một cái thành công rất lớn trong công tác đào tạo nói chung của nước ta. Và đặc biệt là đối với Đại học Kinh tế Quốc dân là chúng tôi có nâng cái chuẩn đầu ra tiếng Anh mà. Với phương thức xét tuyển kết hợp, điểm mới năm nay là trường đã lược bỏ một nhóm nhỏ xét tuyển kết hợp giữa học bạ và điểm thi với đối tượng học sinh giỏi trường trung học phổ thông chuyên. Bên cạnh đó, nhà trường đưa kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội vào xét tuyển tất cả 66 mã tuyển sinh thay vì thí điểm 7-8 mã như năm trước. Thưa quý vị, theo thống kê đến hết năm 2022, tiền nợ khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn hơn 4.000 tỷ đồng, khiến hơn 213.000 lao động tại các đơn vị này bị treo quyền lợi. Họ không thể chốt sổ bảo hiểm xã hội để xin vào công ty mới và đóng bảo hiểm tiếp. Quyền lợi hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất đều bị ảnh hưởng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất dùng tiền lãi kết dư từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội xóa nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn để giải quyết quyền lợi cho hơn 213.000 lao động. Khi khoản này được xóa thì mới có thể giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người lao động. Ngày 26 tháng 5, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường Thủy Hải Phòng, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, tại bến phà Đồng Bài, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra sự cố phà HP2735 bị nước tràn, gây ngập khoang mũi phà. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên phà không có người và phương tiện. Đến thời điểm này, phà đang được di chuyển ra khỏi khu vực bến để đưa về nơi khắc phục sự cố. Khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường Thủy Hải Phòng đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng Cát Hải và các đơn vị liên quan, đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn về môi trường và phòng chống cháy nổ. Công ty cũng khẩn trương rà soát kiểm tra các phương tiện còn lại đảm bảo an toàn cho vận chuyển hành khách. Hiện tại, việc vận chuyển hành khách ra đảo Cát Bà và ngược lại vẫn được duy trì đảm bảo. Đối với phà HP2735 bị sự cố, Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường Thủy Hải Phòng đang tiến hành xác định nguyên nhân và xử lý sự cố để sớm đưa phương tiện vào hoạt động. Thưa quý vị, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ chưa được chú ý tương xứng với vai trò quan trọng của phụ nữ trong xã hội đang là một thực tế tại nhiều nơi trên thế giới. Một báo cáo của McKinsey & Company cho thấy, cứ 5 phụ nữ gặp vấn đề về sức khỏe thì chỉ có 1 người được chẩn đoán. Bên cạnh đó, việc dữ liệu lâm sàng về sức khỏe phụ nữ còn hạn chế cũng gây cản trở cho việc chẩn đoán và chăm sóc kịp thời, chính xác, đặc biệt đối với các tình trạng gây suy nhược cơ thể. Với mong muốn hỗ trợ cho chị em phụ nữ những thay đổi về sức khỏe vóc dáng, mới đây cuốn sách Cẩm nang độ dáng tại nhà đã được phát hành với nhiều thông tin hữu ích. Với niềm đam mê cháy bỏng trong lĩnh vực thể hình và sức khỏe, Hương Bùi, một huấn luyện viên thể hình nổi tiếng, đã phát hành cuốn sách Cẩm nang độ dáng tại nhà. Cuốn sách này không chỉ là một hướng dẫn tập luyện, mà còn là một nguồn cảm hứng cho phụ nữ từ 25 đến 45 tuổi, những người đang tìm kiếm sự thay đổi tích cực trong cuộc sống thông qua việc cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Cuốn sách gồm 192 trang với khoảng 30.000 từ, được chia thành 7 chương chi tiết. Mỗi chương đều mang đến những kiến thức và bài tập cụ thể, giúp độc giả có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Mình đã có hơn một năm kể cả ý tưởng, bản thảo và sau đó hiện tại mới có cuốn sách cầm trên tay. Đây là một cuốn sách gần như là có cái kiến thức đơn giản, dễ hiểu và xúc tích. Với những câu chuyện tràn đầy năng lượng của chính tác giả, nội dung kiến thức dễ hiểu, dễ áp dụng, quyển sách sẽ truyền cho bạn nguồn động lực dồi dào để đứng lên, bắt đầu hành trình chinh phục thân hình trong mơ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.